Các em biết tin gì chưa? Bấm ngay vào link bio dưới phần mô tả hoặc phần ghi comment để đến ngay vào các cái dịch vụ của mình trong các tựa game như là Block Foot này, Toilet Tower Defense này và Free Fire các bạn nha. Tất cả đều có tại link bio và cả Facebook, Discord các kiểu thứ luôn nhá. Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả là Hogakia Toilet Tower Defense. Sau khi mình đổi tên cái kênh này từ Hogakia chơi game thành Hogakia Toilet, YouTube nó bảo là thằng này đổi tên thành một cái tên nghe rất là chất chơi người rơi. Nghe phát thôi là tao đã thấy mất vệ sinh rồi. Hát loèn gì mày tự bảo mày là cái bồn cầu không? Tao trân trọng những cái thằng tự nhận mình là bồn cầu như vậy. Thế này là tao sẽ đề xuất lại video của mình. Và thật là may mắn video của tôi này đến được các bạn. Tôi không thể nghĩ được là cái video vừa rồi tôi quay ra 40 DJ TV Man, một cái video cực kỳ cảm xúc của tôi, lại được các bạn xem. Yeah, rất là may mắn, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả là Hogakia Toilet. Hôm nay mình sẽ đi vào trong cái marketplace với 200.000 game mình còn thừa. Mình sẽ đi xem ra là có con unit nào mà kiểu trong số những con unit mình chưa sở hữu, mình mua để gọi là mình làm review cho các bạn nhá. Mình đi test mấy cái con unit nó kiểu limited mà mình không sở hữu ha. Bây giờ cái marketplace nó cũng được nâng cấp lên rồi. Cái nhìn nó cũng ấy hơn. Cái nhìn nó cũng kiểu trông nó hiện đại hơn và trông nó bắt mắt hơn đấy. Mình thấy có cái chức năng là cái gì nhỉ? Mấy cái con unit với cả mấy cái hòm mà được ký này, mình thấy bảo là hình như là nếu mà làm YouTuber là có thể xin được cái chức năng đấy đấy. Nhưng mà mình thì chưa có đi inbox xin thử mấy cái ông admin để nào mình thử xin thử để xem là mình có thể xin được cái quyền ký không nhá. Nếu mà xin được cái quyền ký thì nào mình sẽ làm mấy cái con unit ký để mình tặng cho các bạn. Có chữ ký của mình nghe cũng chất chơi người rơi đúng không? Vãi cả rồi. Có chép TV 50k game mình đúng bố mày đi à. Vãi cả đái à. Giết người. Trời ơi. Cái marketplace đấy nó bị ảo giá các bạn ạ. Tôi phải đi chỗ khác thôi. Đấy, hôm nay mục tiêu của tôi cũng là muốn mua một con chép các bạn ạ. Tại vì là con chép mình chưa sở hữu với cả mình chưa được dùng con đấy bao giờ. Thấy có vẻ các bạn thích thú với con chép TV me lắm nên là mình nghĩ chắc là con đấy nó phải có một cái giá trị để sử dụng đúng không? Nên là mình cũng muốn dùng thử. Nhưng mà mình chưa sở hữu con đấy. Chúng ta sẽ cùng vào xem món quà nha. Có những bạn tặng mình cả 1k game này. À đúng rồi. Với cả là để mình gọi là tạo một cái mini game để tặng cho các bạn một con DJ TV Man nhá. Ok, bây giờ là các bạn ở dưới cái video này, các bạn hãy comment cho mình một lời chúc bất kỳ hay là một lời nhắn nhủ gì đấy các bạn muốn gửi gắm đến mình đi. Các bạn hãy comment một cái lời nhắn nhủ đấy các bạn muốn gửi gắm đến mình, kèm theo đó là cái tên game của các bạn, tức là cái account này nhá. Cái account như ở là Hogakia Gaming TK này. Thì bạn nào mà mình chọn ngẫu nhiên thì mình sẽ tặng cho bạn đấy đó là con DJ TV Man này nha các bạn nhá. Và mình sẽ công bố ở trong video sau và mình tặng ở trong video sau các bạn nhá. Nhất tiện là cảm ơn rất nhiều bạn tặng mình cả 1.000 game nhá. Cho em con green được không? Phan anh 30 năm rồi. Bắt cả đồi mới cho tao 1.000 game. Sao mày kêu bảo là cho em con green được không? Chứ mà mấy con green thằng thịt tút của mình nó lấy hết rồi các bạn ạ. Thằng thịt nó lấy hết của mình mấy con green laser để nó đi bán trong shop rồi. Nó bán trong Hogakia Toilet.vn các bạn ơi. Bạn nào mà có muốn vào mua unit giá rẻ các bạn vào ngay Hogakia Toilet.vn, link ở dưới phần mô tả phần ghi comment nhá. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên dưới này, tôi có để là tất cả mọi thứ của Hùng ở mô tả này. Đó, thì mấy cái con như ở Announcer Man, xong rồi DJ TV Man và Hyper hôm trước mình quay ra ấy, mình đem đi free shop hết rồi các bạn ạ. Ở bên gọi là Hogakia Toilet.vn ấy, các bạn có thể vào để mua nhá. Toxic với cả So bên mình cũng đang giảm giá siêu, gọi là siêu lời luôn. Nói chung là mình giảm kiểu sập sàn luôn ấy. Các bạn nào mà có muốn mua mấy con kiểu Toxic hay là Announcer hay DJ Speakerman hay là So ấy, thì các bạn nên vào trong Hogakia Toilet.vn để mua. Bọn mình giảm giá để bán cho nó được hàng. Tại vì là nhiều quá rồi ấy, giờ mà không giảm giá đéo bán được các bạn ạ. Kiểu bị tồn hàng ấy. Server này vẫn không có con chép các bạn ạ. Nói chung là mình đang bị ốm nên là các bạn thông cảm giúp mình tí là mình nói chuyện nghe là hơi nít mũi tí nhá. Thật sự là mình không muốn đâu nhưng mà tại mình bị ốm mà. Chịu thôi các bạn ạ. Có một con chép TV Man với giá 9.000 game. Oh my god, cái gì? Someone need a chết cái gì? Đúng. Cho em mua. Em muốn mua con này. Giờ này game giá rẻ các bạn ạ. Đặc biệt là ở trên Hogakia Toilet.vn bọn mình giờ này cũng bán game giá rẻ luôn. Bọn mình hạ giá game rồi. Cho là 9k game nó cũng là một cái giá không phải đắt lắm. Hời các bạn nha. Cho là tôi nghĩ là có thể mua được con này. Nhưng mà bây giờ đang làm cách nào để mua bây giờ? Bấm mua nó cứ bảo là thằng nào đấy đang chết thế này thì khả năng là có thằng mua rồi các bạn ạ. Có thằng thao tác mua trước rồi. Cái đẹp. Mất con chép 9.000 game rồi. Có con Last Firewood với 5.000 game này. Ô tôi mua được luôn kìa. Tôi mua được con Last Firewood với giá 5.000 game. Không biết là hời hay không. Ui dồi ôi. Con chép
Ơ, à, con chép mình mua được rồi. Mình mua được con chép. Ngon. Mình mua được con chép TV Man với giá 9.000 game. Và thêm một con Last Firework nữa. Wow, có hẳn chữ ký rồi các bạn ạ. Có chữ ký của ông Ample Avery. Còn con chép này thì cả chả có chữ ký mẹ gì luôn. Nhưng mà không sao cả. Con chép thì cần đéo chữ ký. Con kia thực ra tội đéo cần luôn chứ. Ủa, tôi vừa mua được con Last Firework với giá 5.000. Nhưng mà có thằng bán với giá 4.000 ạ. Lệnh chúa trên cao. Thế là tao vừa bị lừa à? Ồ, thêm một con chép 9k game nữa này. 9k game à? Ừ, 9k game nói chung là hơi. Tôi mua hai con chép luôn. Tôi mua hẳn hai con chép TV Man luôn. Sợ gì? Ui, có Engineer Cameraman này. Với giá 13.000 game. Có chữ ký của ông Big Đạt đéo ở đây. Nói chung là trong quả chữ ký nhìn đã thấy đéo muốn mua rồi. Còn cái ông Ample Avery này là ông nào ấy, nãy giờ bán khá là nhiều unit ký các bạn ạ. Chắc có vẻ là người nổi tiếng. Nhưng mà thôi, mấy cái con này mình để sau đi. Sau này nó tụt giá, tôi mua chứ bây giờ giá đang cao quá. Mua cảm giác hơi chát các bạn ạ. Con Spider TV đấy mình thấy cũng có vẻ là có cái giá khá là cao. Thấy khá là nhiều người mua, chục nghìn game các kiểu là điều luôn. Trước lúc cái game bị lạm phát cũng đã giá là khá là đắt rồi. Thì mình nghĩ chắc là con đấy nó sẽ có một cái giá trị sử dụng gì đấy nó. Nó chất chơi người rơi đúng không các bạn? Với cả là bây giờ tôi đằng nào tôi thừa một tí game. Mỗi ngày vào gọi là tráng miệng tí một gọi là 100 hòm. Bây giờ dạo này nhà giàu mà các bạn. Chuẩn bị mình sẽ làm một cái video cầm 1 triệu game nữa đi mua cả cái marketplace các bạn nhá. Nhưng mà hiện tại tôi chưa làm được cái đấy. Trước tiên bây giờ tôi sẽ phải làm một cái pha tráng miệng với 100 cái hòm của con Hyper này trước. Để xem ra là có ra là một con Hyper không. Ra một con thì là... Ôi, ra một con luôn. Ra một con thật. Ra một con Hyper này mà ra sớm như này là tính ra là lời luôn rồi các bạn ạ. 30 hòm đầu tiên ra được một con Hyper luôn. Để có khi nào bây giờ ra thêm một con Hyper đâu. Nhìn thấy có mấy cái hòm có vẻ lắc khá là lâu. Nhưng mà không ra con mẹ nào cả. Bịp. Thôi nói chung là mình ra được một con là thành công rồi các bạn. Gì chứ bây giờ 90-100 hòm mà cứ ra một con thì là đúng tỷ lệ toán học rồi. Mà lại còn ra sớm nữa chứ. Mẹ có thằng màu đỏ. 90 hòm. 90 hòm. Ra 3 con Hyper. 3 con Hyper. 30 hòm một con. 30 hòm một con Hyper. Let's go baby. Chắc chắn là hack rồi. Chắc chắn là hack nhân phẩm đến từ vị trí của Hùng Akia rồi. Các bạn hãy vào ngay hungakiatoilet.vn, link dưới mô tả phần ghim comment. Mua unit từ shop của mình để được may mắn như mình các bạn nha. Hưởng ngay ké ngay may mắn của mình thôi. Nào, chúng ta sẽ cùng cài thử chép TV Man. Mình nghĩ chắc cầm luôn cả con Last Firework này đi. Hai con này là hai con theo kiểu dead đầu game đúng không? Là hai con mà có DPS không cao lắm. Thế nên là mình nghĩ chắc là mình sẽ nhưng mà không được rồi. Mình phải cầm con Green Laser mà các bạn. Thế thì không biết là cái đội hình này có dép được cuối game không nhỉ? Cái đội hình này không biết là có dép được đến cái giai đoạn gọi là cuối game không? Mình nghĩ là khéo không các bạn ạ. Nếu như mà cầm con Last Firework nữa khả năng là hơi ngợp. Con Last Firework này nó thuộc cái dạng giống con chết TV Man là đánh ở giữa game. Thế này mà late game là hơi ngợp đấy các bạn ạ. Mình nghĩ chắc là phải cầm theo một con Hyper đi. Không nhưng mà cầm Hyper thì kỳ quá các bạn ạ. Cầm Hyper nhiều nó cũng kỳ. Tôi cầm Clover các bạn nhá. Tôi cầm một con Clover đi. Ok. Chúng ta sẽ cùng vào Nightmare. Test thử sức mạnh con chép TV Man nào. Ui, mình thích được dùng cái này vãi các bạn ạ. Nhìn thấy người ta chơi cái này khá là nhiều rồi. Nhưng mà tôi chưa được dùng thử cái này bao giờ. Tôi cũng không hay xem video lắm nên là tôi chả biết là cái sức mạnh cụ thể cái này là như nào. Mình chỉ biết là ném cái pizza và nó có chức năng làm chậm thôi. Ủa? Sao lại làm chậm 100%? Sao lại tụt xuống 50% là như nào? Tức là ban đầu nó làm chậm 100%, sau càng ngày nó càng tụt à? Ủa? Là đam thì tăng nhưng mà cái cơ chế làm chậm của nó thì bị yếu đi à? Trời ơi là như thế nào trời? Ui vậy thì như tôi thấy mấy con toilet này lúc nào đi ra là hơi giật đấy các bạn ạ. Rồi, vẫn là một giai đoạn đầu game farm tiền xây than tan TV Man như bình thường thôi các bạn nhé. Thì nhân tiện ở đây mình cũng chia sẻ cho các bạn cái câu chuyện của mình với cái cây Hugakia toilet này. Đó là ban đầu tên là Hugakia chơi game các bạn ạ. Những cái ngày đầu tiên mình làm game Toilet Tower Defense thì cũng đã có rất là nhiều người xem rồi. Cũng khoảng phải tầm hơn 200.000 bạn đều mỗi một cái video. Tuy nhiên thì xong rồi mình có làm mấy cái pha gọi là hơi ngu lờ một tí là mình vào trong cái network. Thế là thành ra là nó bị bóp đề xuất các bạn ạ. Các bạn cứ hiểu nôm na là tự dưng mình có mấy pha xử lý hơi ngu. Thế là nó bị bóp đề xuất cái kênh. Thế là cái kênh nó không có đề xuất nữa luôn. Cái gần như là các bạn không xem được cái video của mình. Thế nên là mấy ngày hôm đấy cũng là những cái ngày mà chuỗi tháng ngày gọi là nó hơi trầm cảm một tí với mình. Tuy nhiên thì trải qua những cái ngày đấy
thì cuối cùng cũng đã đến ngày mà Hùng Akira được trở lại, khi mà Hùng đã có một cái quyết định táo bạo, đó là đổi tên kênh thành Hùng Akira Toilet. Nghe thì rất chi là mất vệ sinh theo kiểu là bồn cầu một tí, nhưng mà không ngờ nó lại chính là cái bước đệm để cho mình gọi là lấy được lại đề xuất. Và thế là tôi đã trả lại các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ trở lại làm video toilet chăm chỉ thường xuyên đấy các bạn nhá. Đợt vừa rồi là bớt chăm chỉ tại vì cơ bản là mất đề xuất nên là không có động lực làm. Nha, bây giờ tôi lại chăm chỉ lại các bạn ạ. Mặc dù là hôm nay rất là ốm các bạn thấy đấy. Mình trông mình ho xong rồi trông mũi mình có vẻ xù xì lắm. Các bạn thấy không? Nhưng mà mình vẫn đang gọi là ngồi làm video cho các bạn đây. Là các bạn có thể thấy là tôi rất công hiến rồi. Thế các bạn thấy yêu quý đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nha. Với cả là các bạn đừng quên là comment một lời chúc xuống. Lời chúc bất kỳ đến mình thôi. Hoặc là một cái lời chia sẻ. Như kiểu là em xem video của anh từ bao lâu, xong rồi em muốn nói với anh cái gì. Đấy 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 đấy. Xong rồi là thì bạn nào may mắn thì mình sẽ chọn lên ở video tiếp theo. Bây mình sẽ gửi cho bạn ấy một con DJ TV Man. Một con DJ TV Man này có trị giá lên đến cả 3 triệu Việt Nam đồng ở gọi là ở trong tựa game Toilet đấy các bạn ạ. Một con rất là ngon. Con này nó là con booster mạnh nhất ở thời điểm hiện tại và nó phải gọi là nó siêu là siêu lỗi luôn. Cho nên là nếu như mà các bạn mà có một con DJ TV Man này mà boost thì mình nói thật với các bạn là nightmare nó chỉ thành cái trò chơi các bạn thôi. Mình khẳng định với các bạn là nếu các bạn có con các bạn mà có con DJ TV Man này boost ấy thì con unit nào các bạn đang dùng cũng mạnh, kể cả con toxic. Kể cả bây giờ các bạn cầm con toxic đi nightmare nhá. Các bạn chỉ cần có con DJ TV Man này boost thôi thì cái con toxic đấy nó biến thành một con hyper các bạn ạ. Nó ngang với một con hyper luôn. Nói chung là cái kỹ năng boost của con cái kỹ năng boost của con DJ này nó phải gọi là dã man các bạn ạ. Tàn bạo và vô nhân đạo. Con chép này nâng cấp đầu tiên mất 400 khá là rẻ. Nhưng mà cái cấp tiếp theo nó mất 1000. Mà con này lại còn có cái sao nhỉ? Kiểu diện dùng chiêu hơi bị bé. Mình không biết được con nên coi cái này là một điểm yếu không. Đam của con này là dạng splat các bạn ạ. Tức là dạng theo kiểu là đam diện rộng chứ không phải là đam AOE. Đam AOE thì nó là nó tạo ra một cái vùng hình nón. Còn cái đam theo kiểu gọi là splat này là nó sẽ tạo ra một vụ nổ các bạn ạ. Nó đem cái pizza xong rồi nổ ạ. Thì mình thấy là ở mấy cấp đầu con này đép khá là ngon. Nhưng mà nếu như mà không có con green laser là nãy giờ là khéo mình thua rồi đấy. Thì mình cũng chưa hiểu là con chép này mạnh ở chỗ nào. Hay là điểm mạnh duy nhất của nó ở là ở việc là nó làm chậm được bộ toilet. Hình như là ném vào cái bãi bộ toilet này là hình như là cả bộ toilet này bị làm chậm hay sao các bạn ạ. Wow. Rất có thể đây là điểm mạnh của con của con chép này. Mình nghĩ chắc là bây giờ mình phải nâng một con laser nữa lên rồi. Mình phải nâng một con laser nữa lên để đép. Chứ mình không nên tham với con unit farm tiền. Vẫn nâng được thêm một con Santa lên. Đây mình sẽ nâng con chép lên thêm một cấp nữa nha. Ủa sao con chép này lên một cấp nó tăng cứ có 1000 đan thôi nhở. Cảm giác đan nó tăng hơi ít ấy. Nhưng mà được cái là nó làm chậm các bạn ạ. Nhưng mà sao cái làm chậm nó tụt xuống 50 rồi. Ủa ở cấp nào là nó tụt xuống 50 vậy ta? Để mình xem thử nhá, để mình thử xem là cấp nào nó tụt xuống 50 nhá. À, cộng thêm 50. À. Thế cái này là không phải là 50% đâu. Mà nó là 150% các bạn ơi. 150% làm chậm. Trời ơi. Cái này là toilet slowing của nó ban đầu đã là 100 rồi. Cộng thêm 50 nữa thì cái này phải là 150%. Cái này là lỗi hiển thị của nó các bạn ạ. Lỗi hiển thị của con unit này thôi. Wow. Thế tức là con này làm chậm toilet đi tận 150% các bạn ạ. Thế tính ra là mạnh ấy chứ. Tính ra là dã man đấy chứ. Ngon. Mình cứ tưởng là con này nâng cấp lên này còn giảm cái khả năng làm chậm đi thì nghe chừng nó là hơi lỏ. Mình nghĩ là khả năng là phát này mình không nên nâng unit farm tiền rồi. Khả năng phát này mình nên nâng con chép lên trước khi mọi chuyện nó tồi tệ hơn các bạn ạ. Nâng con chép lên để nó ném con ép lên này cho chắc chắn. Đấy. Nâng lên thì nó dễ. Không nâng thì cũng có thể là mình vẫn đép được nhưng mà nó hơi khó ấy. Cứ nâng lên cho chắc. Wow. Mỗi tôi con này ngủ hơi nhiều nha. Con này mình đánh giá là theo kiểu khả năng là bị thiếu ngủ các bạn ạ. Khả năng là thức đêm nhiều. Thức đêm xem sách nhiều nên là hơi thiếu ngủ. Mình thấy cứ bị con mấy con toilet chạm vào cái là bị ngủ luôn ạ. Con này còn có cả cái explosion radius. Thế nó có hai cái vòng này là cái gì đấy? Một cái vòng màu vàng này là cái gì? Vòng màu đỏ này là vòng ném làm chậm. Còn vòng màu vàng là vòng nó ném nhưng mà không làm chậm à? Nó có cái vòng màu vàng nó vẫn ném pizza đấy. Nhưng mà như kiểu không làm chậm ấy. Ảo thật. Nói chung là chả hiểu hai cái vòng của nó có tác dụng gì. Ui, thề có con chép này với cả con green laser kết hợp lại đép đồ game ngon vãi các bạn ạ. Ngon hơn cả xây con hyper.
ở Way 19 mà mình đã nâng được mắc một con Sata rồi là cũng là ngon đấy chứ. Bình thường là mình cũng thế mà các bạn, bình thường là mình chơi với con Hyper ấy là mình cũng tầm Way 21 là mình nâng mắc hết ba con Santa. Thì đấy, bây giờ là mình cầm con chép này là mình cũng Way 21 là mình sẽ nâng mắc ba con Santa này. Chính ra là con này đép vào tầm giữa game là cũng ngon, không kém gì con ấy các bạn ạ. Không kém gì con Hyper cả. Cuối game thì mình nghĩ chắc là sẽ bị hơi ngợp. Ôi, có một con Toilet kìa, bay cực kỳ nhanh luôn. À, mày đi nhanh à. Mày đi nhanh thì mày gặp con chép TV Man của tao rồi mày nói chuyện. Một con Green Laser làm chậm và một con chép ném làm chậm. Thì hai con này nó làm vào thì có thể gọi là siêu chậm luôn. Mỗi tội là bọn này dễ bị ngủ quá. Trông có vẻ hơi nguy hiểm các bạn ạ. Ui không không, đến tầm này là đép cũng ngập ngập rồi các bạn ạ. Đến tầm này bắt đầu ngập ngập rồi. Tôi nghĩ là nâng cố con Sata này không biết là có chết không. Tôi nghĩ là nâng đi, không sợ các bạn ơi. Nâng nốt con Sata, liều. Mình nghĩ là bây giờ mình nên nâng một con laser lên mắt. Mình nghĩ là thế. Mình nghĩ là con laser sẽ ok hơn là con laser lên mắt thì nó đam đơn mục tiêu sẽ ok hơn là con chép. Chứ bây giờ mình mà nâng chép lên lỡ đâu mà bây giờ đam đơn mục tiêu nó cần là nó hơi ngợp ấy các bạn ạ. Đó, mình nghĩ là vậy. Ui giời ơi, nào. Chết rồi, thua bây giờ. Chép, nâng được thêm một con chép nữa lên. Rocket Toilet này. Không sao nha, mọi thứ vẫn ổn nha. Mọi thứ vẫn đang rất là ổn nha. Hùng đang cực kỳ cố gắng đép các bạn ạ. Hùng nâng xong unit farm tiền rồi, giờ Hùng chỉ cần nâng mấy con đép thôi. Nhưng mà do là tôi tham nâng unit farm tiền quá nên bây giờ tôi đang hơi ngợp các bạn ạ. Tôi đang thật sự ngợp. Tôi nghĩ là tôi phải nâng con chép bên này lên. Con chép bên này hơi dễ bị ngủ các bạn ạ. Con chép ở bên này ở gần đường đi quá, dễ bị ngủ quá. Nên là tôi sẽ nâng con chép bên phải lên trước. Con chép bên phải này khó bị ngủ hơn. Chết rồi, mình nghĩ là khả năng phải nâng con DJ lên. Rồi ok, mình sẽ nâng con DJ lên thêm một cấp nữa đi. Ok, là thêm một cấp nữa luôn. Rồi, nào, chúng mày ngon chúng mày ra đây. Tao xây cả 4 con Green Laser luôn. Chiếu liên tục tục luôn. Ném laser. À nhầm lộn, ném pizza. Không sao, ném vẫn ổn các bạn ạ. Xin lỗi các bạn, mình không nói được thường xuyên nhá. Tại vì là mình còn bị ấy các bạn. Mình còn đang bị ốm ấy. Cho nên là mình còn phải nói hạn chế thôi, chứ không thì mình sẽ bị ho. Cho nên là rất là quan thông cảm, với cả là mình bị đít mũi. Cho nên là các bạn nghe nó sẽ cứ hơi kiểu ngàn mũi ấy, hơi khó chịu một tí các bạn ạ. Thì mong quan thông cảm nhá. Nói chung là mình cũng cố gắng lắm rồi mình mới quay video đấy. Chứ bình thường đúng ra là ốm này người ta sẽ nghỉ để giữ sức, xong rồi là nào khỏi ốm thì mới quay đúng không. Thế nên là bạn nào muốn mua unit, đặc biệt là những con Toxic, So, DJ TV Man và Hyper các thứ, bọn mình đang bắt đầu giảm giá sâu tại vì là bọn mình tồn hàng, thì hãy đến ngay với cả là Hogakia Toilet.vn nhá. Ô, hình như là cái màu của cái con Titan Clover này được thay đổi các bạn ạ. Cái màu con này được thay đổi, mình nhớ là hôm đầu tiên ấy, cái màu của cái đam AOE hình nón này của nó không phải là màu đen đâu. Và cái vòng này cũng không phải là màu vàng. Hình như thế. Hình như là vòng bên trong cái vòng mà đặt cái Lucky Block này của nó đó là màu đỏ cơ thì phải. Nói chung là mình nhớ là nó không phải là màu này thôi. Cũng có thể là tôi nhớ nhầm, tại vì là từ cái hôm đầu tiên tôi quay con Clover này tôi cũng chả gọi là dùng lại. Thực ra là con Clover này nó gắn liền với một cái kỷ niệm buồn của mình các bạn ạ. Đó chính là kể từ cái video ra con Clover này là kênh của mình bị bóp đề xuất này. Tức là chính cái hôm mà mình quay ra con Clover này nhá, mình quay rất là khổ luôn, không ra con này xong mình phải đi chết. Đấy, thì mình có con Clover này để mình review cho các bạn. Rất khổ để có con Clover để review. Xong cái cuối cùng video đấy lại không đề xuất. Không những là không đề xuất mà video đấy còn bị bóp luôn cơ. Thế là video đấy tụt view trầm trọng các bạn ạ. Thế là nó đúng kiểu là con Clover này nó gắn vào một cái kỷ niệm buồn của mình luôn. Là vào ngày hôm đấy tôi tụt view. Vào ngày hôm đấy kênh tôi mất đề xuất. Và cái con và con Hyper này nó đã cứu mình lại. Vào đúng cái video liên quan đến con Hyper với con DJ TV Man thì kênh tôi trở lại. Có vẻ là con Clover này không hợp với tôi rồi. Có vẻ tôi không hợp với màu xanh lá. Tôi hợp với con Hyper Titan Speaker Man hơn. Hyper Upgrade Titan Speaker Man hơn. Tôi sẽ đặt thêm với con chép nữa nha các bạn nha. Tại sao nãy tôi đặt một con chép mà không đặt được ta. Wow, một con chép này nâng khá là rẻ các bạn ạ. Mình không đếm được cụ thể là bao nhiêu nhưng mà tầm khoảng 20.000 ra ấy. Hình như là tầm khoảng 20.000 thì chúng ta sẽ nâng mắt được một con chép này. Rất là mạnh, ngon nha các bạn nhá. Bảo sao mà các bạn hay muốn đi chết con này với cả mua con này. Tại vì giá con chép này sẽ rẻ hơn với con Hyper cái thứ rất là nhiều. Mà nó đép vào giai đoạn giữa game khá là ngon. Nếu mà các bạn có một cái unit mạnh rồi như ở Clover cái thứ rồi ấy,
mà các bạn cảm giác chơi game ngợp quá ấy, thì các bạn có thể mua con chép này để đép ở giai đoạn giữa game, kiểu tầm mà lúc mà chưa xây được con Clover ấy thì xây con chép lên trước đấy, dùng con chép này đép để làm chậm làm chiếc các thứ này. Sau khi mà ổn định rồi thì bắt đầu là mình mới xây xây mấy con mạnh mạnh như con Clover để đép về late game đó. Con này khá là ngon, wow, rất là easy để đép luôn. Tôi xây 4 con chép rồi các bạn ạ. Tôi khả năng là bây giờ tôi sẽ xây kín là mấy con chép này luôn. Tôi xây kín sàn toàn là chép TV mẹ luôn. Đấy, thêm một con DJ nữa bút. Mẹ vãi ôi, tầm này ném thì vua mẹ luôn. Vua pizza. Vãi cả đồi thật. Trông mấy con chép trông nó ném pizza, trông nó bẩn không? Thế tính ra mình cầm bừa với cái đội hình mình không nghĩ đâu. Nhưng mà bây giờ mình mới để ý là hình như cái đội hình của mình nghe nó có vẻ hơi giống đội hình cản bước toilet các bạn ạ. Con Green Laser thì làm chậm, con chép này cũng làm chậm luôn, con Cloverman thì không phải làm chậm nhưng mà nó có đặt mấy cái hòm để cản bọn toilet lại bằng cách là chặn đường bọn nó, nếu bọn nó đâm vào thì bọn nó sẽ chết. Tính ra đội hình của mình giống kiểu đội hình hủy diệt toilet quá. Đấy, thấy không, đi thì đụng vào phải mấy cái block, xong rồi đi được qua mấy cái block thì ăn một đống pizza má, làm chậm vãi cả đồi luôn. Nói chung là đội hình này hay phết đấy chứ, một cái đội hình đáng để thử nhưng mà cũng hơi tốn tiền đấy. Con DJ TV với cả là con Clover cũng khá là tốn lúa các bạn ạ. Con Green thì không tốn lắm thôi. Và con chép nữa, con chép này cũng tốn mà. Con chép này bây giờ giá lên cả chục nghìn game mà chứ đâu. 9.000 game tôi nghĩ là cũng không phải là một cái giá đắt. Thực ra nó không phải là một cái giá rẻ thôi. Chứ còn để mà nói là ok à, bạn đã đặt quá là nhiều đơn à, quá là nhiều unit, hãy bán bớt. À rồi ok. Như vậy là tôi bị mắc unit rồi các bạn ạ. Với cả là tôi bị kẹt vào cái hòm rồi, ai đó cứu tôi. Tầm này chỉ có con toilet cứu được mình thôi các bạn ạ. Tầm này chỉ có con toilet cứu được mình thôi. Mình sẽ bán mất mấy con laser đi để cho mấy con toilet nó đâm vào mấy cái hòm này nó cứu mình. Đấy, cố lên boss toilet ơi, cứu tao. Hay quá, mẹ mình thề cái con Clover này rất hay boss rẻ nhá. Con Clover này bực mình vãi cả đồi nhá các bạn ạ. Xây con này nhiều khi khó chịu cực. Rất hay là nó có mấy cái pha nó xây cái ấy. Nó xây cái block ấy. Cái nó cản đường mình mà, tức là mẹ chặn toilet thì áo thấy, nhưng mà mẹ làm mình mắc thì có đấy, mà nó làm mình mắc khó chịu cực, nó làm mình mắc xong mình cứ bị giật đấy. Nói chung là rất là bực mình cái con này mình nghĩ là admin nên tạo ra một cái lỗi fix gì đấy, à một cái cách để fix cái đấy, chứ không nhiều khi lỡ đâu người ta mắc mẹ vào mấy cái block của con này hay sao. Nhiều khi người ta quen chân quen tay, cuồng chân cuồng tay như tôi ấy, thay vì là ngồi im thì tôi lại thích kiểu chạy lòng vào lòng vòng cơ, thì bây giờ tự dưng mà tôi bị mắc vào cái block này, xong tôi không chỉnh được unit thì sao, đúng không? Không chỉnh được mấy con unit của mình để đép thì sao? Ủa ôi, mấy con chép này ngủ có vẻ hơi nhiều, ngủ liên tục tục ấy. Mấy con ở gần đường bị ngủ liên tục tục ấy các bạn ạ. Mấy con ngồi xa xa hơn thì không bị ngủ, nhưng mấy con ngồi gần bị ngủ liên tục ạ. Nhưng mà không sao, cứ bị ngủ một tí thì bọn này nó qua đây, và bọn này nó qua đây thì bọn nó không làm ngủ được mình nữa. Thì tầm này là vô tư thôi. Mình sẽ nâng con Clover này lên mắc nhà, nên là mình hơi ưu tiên với con chép rồi. Hình như là nếu mà chúng ta chơi đặt 15 con chép hình như mình vẫn thắng hay sao các bạn ạ. Mình nghĩ là khả năng là chơi ở chế độ Nightmare này thì các đặt 15 con chép TV Man thì khéo cả vẫn thắng. Chứ bây giờ tôi đặt tận mười mấy con, chục con à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con ở đấy. Tôi đặt 9 con tôi thấy vẫn vô tư lắm. Thì tôi nghĩ chắc là đặt 15 con thì chắc là thoải mái thắng rồi. Trời ơi, vãi cả đồi, đội hình vậy, đội hình toàn chép, đội hình toàn đầu bếp ạ. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm các bạn ạ. Nếu mình chơi con chép này mình sẽ xây ở dọc đây thôi, mình sẽ xây ở dọc cái này các bạn, nên đi rút kinh nghiệm của mình nhá, là các bạn nên xây dọc cái đường ở bên hạn đường 2 này thôi, đừng xây ở đường này, xây đường này bị làm ngủ đấy các bạn ạ. Các bạn xây xa xa ra một tí để tránh việc bị làm ngủ nhá, mấy con chép này rất dễ bị ngủ đây này, ngủ rất là nhiều luôn ạ. Chúng ta mà xây xa như này ta sẽ khó bị choáng hơn. Trời ơi, thừa nhiều tiền quá, giờ làm gì đây? Thừa nhiều tiền quá, tầm này để thôi sao giờ? Tầm này tôi có thể bán con Clover đi không nhỉ? À đúng rồi, tầm này bán unit farm tiền đi, đúng rồi. Tầm này bán unit farm tiền đi, xây thêm mấy con chép nữa nhá. Đây, xây thêm mấy con chép nữa, ném cho nó nhiều pizza, trông cho nó kiểu gọi là shipper một tí, từ từ. Có một con chép để được đây, có con chép để được đây. Ừ đúng rồi. Ủa sao con chép này không được tăng? À đây đây đây. Tưởng mẹ không được tăng sức mạnh, tưởng không được DJ boost thì hơi bịp. Thêm một con nữa, đứng đây đi. Không được, con này đứng đây khả năng là lát nó bị ngủ đấy. Đứng đây đi. Đúng rồi. Yes. Chúng ta đã có bao nhiêu con chép nhở?
Chúng ta có 13 con chép thì phải. 13 con chép thêm một con DJ là 14 và thêm một con Clover thôi. Đó là 15. Mình để một con Clover ra để đề phòng nữa. Đề phòng trường hợp lỡ mà mấy con chép nó hơi phế thì mình cầm theo thôi, nhưng mà ai ngờ mấy con chép mạnh quá các bạn ạ. Thì như là chơi nguyên con chép TV Man này thôi là chúng ta đã win the nightmare thì phải. Trông mà nó ném, trông mà nó ném pizza kìa. Vãi cả đôi. Khó chịu thực sự. Mình đang bị hơi ngứa cổ tí nào nên không nói được thường xuyên, mong các thông cảm nhá. Bán luôn cả con Clover luôn. Tập này để thêm một con chép nữa luôn. Đúng rồi. Tập này chỉ ném pizza cho anh, không có laser la rủng gì tập này hết. Đúng vậy. Ném con Giant Smooth này cho tao. Ném nhiệt tình lên. Ok kìa. Ném không chết được à? Trời, đạp DPS hơi yếu cả đã không chết được. À không chết này. Ừ chết. Chết con bot rồi. Một đàn đầu bếp, một đàn đầu bếp cả đã. Và bây giờ chúng ta chỉ còn gọi là chúng ta chỉ cần gọi là đợi mấy con này nó đi qua bên này, nó bị mấy con chép và ném nốt thôi là xong rồi. Nói chung là win nó cũng không gọi là dễ dàng lắm, nhưng mà nó cũng không hề khó khăn gì các bạn ạ. Có chép là ok đấy. Rồi mình hiểu tại sao con này được các bạn ưa chuộng rồi. Giá nó rẻ, dễ để đép đồ game các bạn ạ. Mà late game vẫn mạnh. Xây với con này thôi là đủ win nightmare rồi. Hoặc cũng có thể là do tôi có DJ TV Man, tôi không biết đâu. Ok, thì thôi chắc có lẽ là cái video của mình test thử con chép TV Man thì mình sẽ xin phép dừng lại tại đây thôi các bạn nhá. Nếu các bạn thấy yêu quý thì đừng quên để lại cho anh xin một like và đăng ký nha. Và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ khi thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất. Nếu các bạn muốn mua unit thì đừng quên là ghé tại hungakiatoilet.vn, link dưới phần mô tả và phần comment các bạn nhá. Bấm vào ngay cái link bio hoặc là bấm vào link shop trực tiếp ở dưới phần comment luôn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc ngày tốt lành. Bye.